Thì tùy Đoàn, kính thưa các anh chị, tôi sẽ trình bày một chút về cây nút bọc phế quản trong điều trị ho ra máu, đặc biệt là trong giãn phế quản. Thì ta biết rằng cây ho ra máu mà nhiều á, tức là khi mà ho với cái lượng máu cỡ độ 600-800 trong 24 giờ và trong vòng độ 3 ngày, tức là ho ra máu nhiều. Và cái tỷ lệ tử vong khi mà ho ra máu nhiều nó cỡ độ 6,6-38% tử vong. Nếu như mình không điều trị, không có can thiệp thì nó sẽ tử vong. Đây là cái nghiên cứu người ta thống kê. Và như vậy thì về sinh lý học của ho ra máu á, thì người ta biết rằng cái hệ thống mạch ở phổi ấy, thì chủ yếu động mạch phổi, chủ yếu hệ thống bờ phổi. Hệ thống phổi chiếm 99% và nó có mang chức năng hô hấp, nuôi dưỡng phổi và hô hấp. Chỉ có 1% thôi là hệ thống của động mạch phế quản cung cấp cho phổi để nuôi chủ yếu là cái phế quản là chính. Và trong cái hệ thống động mạch phổi và động mạch phế quản nó thông với nhau, nó có cái hình, nó có các cái liên thông với nhau, các cái cầu nối, các cái collateral với nhau. Đây ta nhìn thấy rằng đây là hệ thống của động mạch phế quản, động mạch phổi. Khi mà có tổn thương của phổi, khi có tổn thương của động mạch phế quản của động mạch phổi hay là nhu mô phổi thì ta thực học ra nhiều các bệnh khác nhau, thì ta thấy cái hệ thống mạch nó sẽ liên thông, thông từ cái kép lực trong động mạch phế quản nó tăng và nó sẽ làm tưới máu vào cái mao mạch, hệ thống mao mạch nó sẽ liên thông vào phổi, thông vào hệ thống động mạch phổi và làm cho tăng cái áp lực mạch máu ở trong thành của mạch phế quản và gây vỡ vào trong lòng mạch máu, gây vỡ vào trong phế quản cũng như vào các cái tiểu phế quản và gây ho ra máu. Thế thì một cái cơ chế khác nữa, tức là khi mà bị các bệnh viêm nhiễm mãn tính của phổi như là giãn phế quản, đặc biệt giãn phế quản, viêm phế quản hay là TB, lao phổi hay là các cái bệnh về nấm vân vân, thì nó tăng các yếu tố là giải phóng các yếu tố về tăng sinh mạch máu, tăng sinh mạch máu là giãn các mạch máu ra và sau đó thì làm hệ thống mạch máu nó bị tăng giãn, nó sẽ yếu phình giãn và là tăng áp lực và gây vỡ, gây ho ra máu. Đây là hai cơ chế mà gây nên vỡ mạch máu hay là vỡ động mạch phế quản khi có các bệnh lý về phổi hay là đặc biệt là giãn phế quản hay bệnh viêm nhiễm mãn tính hay lao phổi. Đây ta thấy, đây là cái phế quản, trong này có các mạch phế quản đi vào, đây cái mạng lưới phế quản, đây cái mạch máu nó xuyên qua thành phế quản dưới niêm mạc và khi mà cái hệ thống nó giãn nó có thể vỡ, nó thông và gây ra ho ra máu. Và ta thấy có nhánh nó sẽ vào cái động mạch phổi và liên thông, nó sẽ thông giữa động mạch phổi và động mạch phế quản, thậm chí có những sân động mạch phổi, động mạch phế quản trong những trường hợp mà ho ra máu nặng, trong trường hợp mà giãn rất nhiều động mạch phế quản thì có thậm chí là có sân động mạch giữa hệ thống và phế quản và phổi. Các cái nguyên nhân mà gây ho ra máu thì ta gặp nguyên nhân của cái đường thở đấy, đầu tiên là các viêm phế quản, sau đó cái giãn phế quản, rồi thì các cái fistin của mạch máu, các u, rồi các cái dị vật đường thở cũng có thể gây nên ho ra máu. Các nguyên nhân khác ở nhu mô phổi như là nhiễm trùng phổi hay là viêm mạch, rồi thì các cái u phổi và các bệnh lý khác, đấy là các cái nguyên nhân. Rồi những nguyên nhân về tim mạch như là các cái phình mạch phổi, nhồi máu phổi cũng gây ho ra máu, hay là AVM của phổi, hay là tăng áp lực động mạch phổi, hay là các giả phình động mạch phổi, động mạch phế quản giả phình, vân vân, các cái phình vỡ của động mạch phổi, của động mạch chủ, hay là cái dissection hay là bóc tách động mạch chủ, bệnh tim, bệnh van tim, vân vân, rồi các bệnh lý khác như là bệnh các một số các bệnh lý khác cũng gây ra máu, gây ho ra máu. Đây là những cái nguyên nhân người ta ho ra máu của các tác giả đã thống kê. Thì nguyên nhân hàng đầu là giãn phế quản và TB, lao phổi là hai nguyên nhân là gặp nhiều nhất, người ta đánh giá nhiều nhất từ trong rất nhiều các nguyên nhân, thì hai nguyên nhân đó thường gặp nhiều nhất. Các tác giả khác nghiên cứu thì cũng thấy hai cái nguyên nhân gặp nhiều nhất là giãn phế quản và TB, tuberculosis, tức là lao phổi, là hai nguyên nhân gặp nhiều nhất trong các bệnh lý gây ho ra máu, người ta rút mạch. Thế thì
khi mà điều trị các cái ho do máu, ho do trung bình và nhiều thì người ta sẽ nút động mạch phế quản. Thế cái hệ thống động mạch phế quản nó có theo Crowell thì xếp loại thì có bốn cái loại chính, có bốn loại chính. Loại thứ nhất là A, tức là có một cái động mạch đi vào bên phải, động mạch thân, động mạch thân, động mạch phế quản phải và cánh tay thân, thân động mạch phế quản phải và thân liên sườn và cánh động mạch phế quản phải, và có bên trái thì có hai động mạch phế quản. Cái loại thứ hai tức là mỗi bên nó có một cái. Cái loại thứ ba là mỗi bên nó có hai cái động mạch phế quản, và cái loại thứ tư là bên phải có hai cái, bên trái có một cái động mạch phế quản. Đây là bốn cái thể chính của cái động mạch phế quản xuất phát ra mà hay gặp nhất. Tuy nhiên nó còn nhiều các cái thể khác nữa, có khi có một thân chung cho cả hai bên, nhiều cái loại khác mà chúng ta có thể gặp nếu như mà mình làm. Chính vì vậy mà khi để mà nút ra ho ra máu thì mình cần phải đánh giá cái động mạch phế quản, bởi vì nút rồi nó còn cái mạch khác. Và đặc biệt cái hệ thống collateral kết nối động mạch phế quản với các mạch máu khác, đó là động mạch phế quản nó nối với động mạch hú trong, rồi nối với động mạch thân giáp của vai, rồi nối với động mạch dưới hoành, động mạch hành dưới nó đi lên nối vào. Và như vậy thì nó nhiều các nhánh có thể nối vào. Các tổn thương tùy theo cái vị trí tổn thương ấy, nó nằm ở vị trí nào thì các động mạch collateral nó có thể nối vào gây nên ho ra máu. Mình nút cái mạch chính rồi thì cái mạch phụ nó vẫn gây ho ra máu. Đây là cái chụp MSCT mình thấy cái động mạch hành dưới từ dưới đi lên nối vào cái vùng tổn thương của phổi. Thế thì cái chỉ định của cái nút động mạch phế quản người ta chỉ định như nào? Thì hai cái chỉ định mà hay gặp nhất là để kiểm soát ho ra máu do cái TB và do cái tổn thương fibrosis, tức là tổn thương của lao và sơ phổi nó gây nên ho ra máu, và đặc biệt là cái tổn thương của cái giãn phế quản hay là nấm phổi, đấy cái tổn thương. Rồi thì người ta chỉ định trong các trường hợp mà có giãn phế quản tự phát, ho ra máu, các bệnh sau đó thì các bệnh ác tính, nhiễm trùng khác, các loại bệnh khác nó gây ho ra máu. Rồi một số các bệnh ít chỉ định là các cái bệnh mãn tính của phổi, bệnh về mạch máu, các bệnh khác. Đây là những chỉ định chính các tác giả đã nghiên cứu và đã thấy những chỉ định chính của nút động mạch phế quản trong ho ra máu, đó là cái TB hay là lao phổi và sau các cái lao phổi cấp tính và sau lao phổi, rồi lao phổi mãn tính và đặc biệt là cái giãn phế quản. Thế thì trước khi mà để nút mạch ấy thì thường bao giờ tạo chụp MSCT hay MDCT. MDCT tại sao phải chụp? Bởi vì để đánh giá xem là nó có coi ho ra máu do vậy cái nguyên từ phổi không, và đánh giá xem các mạch nó giãn như thế nào, động mạch phế quản giãn, các collateral ra sao mình đánh giá được, và đo cái động mạch phế quản đánh giá xem nó từ giãn như sao, từ ostium rồi thì cái in tức là cái rốn phổi, rồi thì là các nhánh bifurcation, thì mức độ giãn động mạch phế quản nếu nằm ở ngay bên trong ở cái động mạch phế quản bên trong thôi hay ra đến in lượt ra bên ngoài, tức cái mức độ giãn ra thế nào, và đặc biệt đánh giá cái collateral, đặc biệt tìm cái bản đồ cái collateral là có không. Bởi vì mình nếu mình không làm trước ấy, mình không xem trước cái hệ thống mạch máu như thế nào thì mới sai lầm, mình nút mà nút rồi bệnh nhân vẫn ho ra máu, mình không nút hết được các cái tổn thương. Đây là cái MSCT, cái hình MSCT. Đây là hình A. Đây bệnh nhân có ho ra máu nhẹ nhưng mà ta thấy cái mạch nó không có giãn. Đây, mạch nó không thấy giãn. Hình B là ho ra máu và cái động mạch nó giãn. Đấy, ta thấy nó giãn, nó bắt đầu nó đi ngoằn ngoèo. Hình C là giãn nhiều hơn, nó ra đi rốn phổi, nó giãn phân phổi. Và hình D là giãn rất nhiều, ngoằn ngoèo, những cái hình nó như này thì nó sẽ vỡ gây ho ra máu. Và theo các nghiên cứu thì người ta thấy có sự liên quan giữa cái kích thước của cái động mạch phế quản
và cái tình trạng của cái động mạch phế quản và khi mà ta nút mạch ấy, thì cái động mạch mà nút khi mà ho ra máu thì kích thước của động mạch phế quản nó liên quan đến cái chỉ định nút mạch. Và đây là có thấy cái sự liên quan giữa cái động mạch phế quản, kích thước động mạch phế quản ở bệnh nhân khi mà chụp ấy, chụp DSA và MSCT hoàn toàn liên quan với nhau, liên quan rất là chặt chẽ với nhau. Giữa khi mà tức vậy này, khi mình chụp mạch mình thấy á, mình chụp MSCT mà thấy thì chắc chắn chụp mạch thấy. Như vậy thì mình nên làm cái MSCT trước khi can thiệp, nên chụp MSCT trước. Đây là cái hình chụp Conan, mình thấy cái mạch phế quản rất là rõ, giãn rất là to đây. Nó giãn rất to, tổn thương phổi nó sơ và cái tĩnh mạch nó giãn rất to. Đây là trường hợp bệnh nhân mà 51 tuổi và có cái ho ra máu. Và chụp CT. Chụp CT thì ta thấy có phổi nó có các cái tổn thương giãn phế quản. Giãn quản cả hai bên. Và chụp MSCT ta thấy giãn động mạch phế quản cả hai bên rất nhiều, và đặc biệt có những nhánh nó đi từ động mạch dưới hoành dưới nó lên. Nó thành cái đám mạch nó giãn như thế này, động mạch phế quản nó giãn như thế này. Như vậy nút mình phải nút cả cái nhánh từ, phải tìm cái động mạch hoành dưới để mà nút cái động mạch hoành dưới, đưa cateter lên để nút, nếu không có sẽ thất bại. Về kỹ thuật thì ta sẽ chụp super selective, dùng chụp mạch chọn lọc và siêu chọn lọc. Và ta thấy cái hệ thống mà nó collateral ấy, nó không từ động mạch phế quản, từ chiếm tới 40-62% các trường hợp. Tức là tận 40-60% trường hợp là nó có những cầu nối từ động mạch khác nó vào phổi, vào động mạch phế quản. Cho nên phải rất cẩn thận các động mạch từ cầu nối. Và khi mà nút mạch thì về kỹ thuật thành công từ 81-100% trường hợp thành công. Và vật liệu nút thì thường hay dùng PVA từ 150-1200. Khi mà nút bằng hạt ấy thì nhớ đừng là dùng hạt nhỏ quá. Dùng hạt nhỏ quá thì nguy cơ, cẩn thận nó tắc cái động mạch, nó di chuyển hạt ấy. Những cái trường hợp tí sẽ có trường hợp nó bị tai biến gây liệt. Đó, nó vào cái động mạch tủy nó có thể gây liệt. Và có thể dùng NBCA, dùng Onyx và còn dùng coil, tức bây giờ có thể dùng nhiều vật liệu. Chúng tôi bắt đầu triển khai cái nút động mạch phế quản khi tôi còn đang là nội trú. Những năm 80 đã bắt đầu triển khai nút động mạch phế quản ở bệnh viện Đức. Tức là cái thời đó thì mình dùng, không thể dùng super sedative được, bắt buộc phải dùng cái cateter thôi, 5 mét thôi mình đưa vào và nút động mạch phế quản và dùng spongen thôi. Nhưng mà nút động vật liệu không vĩnh viễn, tuy nhiên vẫn cứ tắc hoàn toàn. Tại sao vậy? Không tái phát, ít tái phát, bởi vì cái spongen ngày xưa chúng tôi dùng thì mình cứ dùng xong mình lại hấp lại, mình lại dùng phormone mình lại cho sát trùng lại. Thế rồi spongen nó hỏng rồi, spongen nó thành chất cứng rồi, nó không tiêu nữa. Spongen là tự tiêu nhưng rồi cho vào giờ không tiêu nữa. Thế là mình dùng vật liệu tự tiêu thành vật liệu không tiêu nữa, cho nên vẫn là vật liệu vĩnh viễn, cho nên ít tái phát. Chẳng qua là tại mình cái ngày xưa nó nghèo quá, những cái năm 80 nghèo quá, và bây giờ thì chúng ta có đủ các cái đồ, đủ các vật liệu, các thứ mình nút được giống như Tây thôi. Đây là cái động mạch collagen, nó đi từ cái động mạch dạ dày trái nó đi lên, nó nối vào, và đây là tĩnh mạch phổi thông vào đấy. Như vậy là collateral. Các vật liệu nút, các tác giả thì thấy là người ta thấy rằng trước là năm 2010 ấy, những năm trước thì hay dùng spongen, gelaspong rồi hạt PVA. Sau này thì dùng PVA, dùng các cái vật liệu nút bằng nước NBCA từ histoacarin ấy, và dùng onyx rồi thì coil vân vân. Mình có thể dùng rất nhiều các cái vật liệu nút khác nhau, mình có thể dùng sau này càng nhiều vật nút. Và theo nghiên cứu người ta thấy dùng các vật liệu nút ấy, mà dùng các vật liệu bằng nút vĩnh viễn bằng dung dịch nước ấy, như là histoacarin hay là onyx thì tỷ lệ tái thông ít hơn. Đây là trước nút, sau nút mình nút. Đây bệnh nhân đây, giãn động mạch phế quản, giãn động mạch đây, phế quản giãn và mình đây các mạch phế quản là giãn, chụp DSA
và sau đó mình nút thì nó không giãn nữa. Đây này, trước nút đây, sau nút, chụp trước nút và chụp sau nút. Đây là cái trường hợp mà nó cái động mạch phế quản nó bị nó lạc chỗ là nằm phía dưới. Nằm phía dưới như vậy thì mình phải trên phải MSCT mình thấy được cái tổn thương, cái vị trí và sau đó mình nút nó lạc chỗ. Đây là trường hợp mà giãn phế quản. Giãn phế quản nặng, bệnh nhân 65 tuổi, ho ra máu nặng và do giãn phế quản, chụp mạch mình thấy nó giãn rất nhiều và thế là thông vào động mạch hệ thống động mạch phổi, thông sang tĩnh mạch phổi, nó từ động mạch phế quản nó thông sang thấy sân phế quản phổi. Mình dùng microcatheter chọn chụp siêu chọn lọc, ta nút mạch đây. Ta kiểm tra nút mạch, đây nút bằng histoquin pha với tỷ lệ 3:1. Đây là động mạch hoành dưới, chụp động mạch hoành dưới vì nó nằm phía dưới mà mình chụp động hoành dưới ở bên phải, nó giãn tới rất nhiều từ dưới đi lên và mình nút động mạch hoành dưới để chụp siêu chọn lọc và nút động mạch hoành dưới đó. Và như vậy thì outcome ra sao? Outcome thì người ta thấy ngay lập tức lâm sàng nó cải thiện về lâm sàng ho ra máu ấy, trong 24 giờ đầu ấy, là từ 70-90% các trường hợp, và cái tỷ lệ mà tái phát thì cũng khá cao và người ta phải theo dõi về cái lâu dài. Đây là cái kết quả để các tác giả nghiên cứu các kết quả sau 1 năm, sau 1 tháng, 1 đến 3 tháng, 6 tháng đến 5 năm. Đấy. Thì cái tỷ lệ tái phát, tỷ lệ mà kiểm soát được cái ho ra máu tới trong 1 tháng là hơn 80%, hơn 80%, 90%. Tức là sau 1 tháng, tức là kiểm tra ngay kiểm soát được, nhưng mà sau 1 năm chỉ còn độ 70-80% và sau 3 năm thì còn độ 35-51-76, tức là cái tỷ lệ tái phát khá cao tùy theo từng trung tâm một. Đây là outcome, thầy ta cũng thấy ngay lập tức thì thường là mình kiểm soát tốt và tái phát với lâm sàng cũng độ vài chục phần trăm. Rồi các biến chứng là sao? Khi mà nút thì thường cái biến chứng ít biến chứng, cái biến chứng mình hay gặp, thường hay gặp nhất ấy, là những cái đau ngực nhẹ, rồi các cái rối loạn nuốt rồi đau nó độ vài phần trăm, có cái hội chứng sau nút mạch như là sốt rồi tăng bạch cầu vân vân, đau. Thường các cái nút mạch, nút bất kỳ mạch nào nó cũng có cái hội chứng này, người ta gọi là hội chứng sau nút mạch, để nút mạch gan, mạch nọ mạch kia đều có. Hay là cái tổn thương về mạch ấy, cái tổn thương mạch như là co thắt, rồi thì bóc tách mạch, rồi thì thủng rất là thấp, được 0.3-13% tùy theo. Đặc biệt cái biến chứng nguy hiểm nhất trong cái này, tức là cái tắc động mạch gây liệt. Đó. Đây là cái trường hợp mình nhìn chụp mạch thấy mờ mờ đây, bệnh nhân sau nút, đây chụp sau nút, nút xong liệt, chụp cộng từ nhồi máu và như vậy là có tắc cái động mạch tủy trước, tắc động mạch tủy trước. Và như vậy là rất cẩn thận khi mà đánh giá, phải đánh giá rất là rõ, không được, phải nhìn rõ cái động mạch tủy, không được nút, khi mà không nhìn rõ đừng có nút vào những cái nhà đường hạt nhỏ quá. Kết luận thì nút nội phế quản thì là tương đối là an toàn, hiệu quả và có thể chấp nhận được để kiểm soát cái ho ra máu, và nút nội phế quản thì có thật là kỹ thuật mà có hiệu quả và để điều trị các cái ho ra máu ít biến chứng, và đây là cái phương pháp được làm là phương pháp điều trị, là cái kỹ thuật điều trị palliative, tức là tạm thời để kiểm soát ho ra máu trong các trường hợp mà ho ra máu đặc biệt là giãn phế quản. Xin trân trọng cảm ơn.